Năm nay thì các con hãy cùng với cô và một bạn học trò của cô là bạn Ken sẽ học các chương trình tiếng Anh lớp 4 nha các con. Bạn Ken bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 3 và bạn ấy không có đi học thêm ở trung tâm hay là ở đâu hết, là bạn ấy tự học ở nhà. Cho nên là cô dạy bạn khá là kỹ ha các con. Cô nghĩ với cái nhịp độ học nó không quá nhanh như vậy sẽ giúp các con dễ dàng nắm bài hơn. Bây giờ các con hãy cùng với cô và bạn Ken chúng ta cùng vào bài nhé. Từ này là cái buổi nào đây con? Buổi nào mà lại có mặt trời? Morning là buổi gì? Buổi sáng. Đúng rồi, con đọc theo cô. Morning. Morning. Rồi con nhìn thấy cái phiên âm đây không? Trong hai cái dấu sẹt sẹt này. Dạ có. Bây giờ con sẽ làm quen với cái phiên âm này nhé. Mỗi một từ vựng tiếng Anh nó sẽ có một cái phiên âm riêng. Và con sẽ xem cái phiên âm này để biết cách đọc ha. Cái dấu hai chấm này là mình đọc dài này. Cái dấu sắc này là mình thêm dấu sắc ở đằng trước cái từ. Ví dụ cái chữ này mình sẽ thêm dấu sắc ở đằng trước cái từ more nè. Mình đọc là morning. Rồi con đọc theo cô nào. Morning. Đúng rồi, morning. Morning. Rồi, vậy morning là buổi gì ha con? Buổi sáng. Rồi, nếu như mà mình nói vào buổi sáng thì mình sẽ dùng cái cụm là in the morning nha con. Này, yeah. In the morning. Cô có một câu ví dụ cho con này. I get up at 6 o'clock. In the morning. Câu này nghĩa là gì con? Tôi thức dậy vào 6 giờ sáng. 6 giờ vào buổi sáng đúng không con? Đó, con hiểu không? Rồi từ tiếp theo mình học đó là từ afternoon. Từ này là cái buổi gì đây con? Buổi gì mà mặt trời lên cao? Buổi gì trong ngày? Đố con biết. Buổi chiều. Noon là trưa nha, noon là giữa trưa mà afternoon là sau buổi trưa, tức là sau 12 giờ thì là buổi chiều nha con. Rồi con đọc theo cô nè, afternoon. Afternoon. Đúng rồi, afternoon. Afternoon. Rồi vào buổi chiều thì mình sẽ nói là in the afternoon nha con. Mình nói là the afternoon chứ không phải là the afternoon, tại vì nó bắt đầu bằng chữ A này, con thấy không? Rồi mình có một câu ví dụ nhé. I go to school in the afternoon. Câu này có nghĩa là gì ha con? Tôi tới gì nhỉ? Go to school. Tôi đi tới trường vào buổi gì nhỉ? Tôi đi tới trường vào buổi chiều. Đúng rồi, con nhớ nha. Afternoon là buổi chiều này. Con đọc cô nghe xem đã đúng chưa nào? Afternoon. Nào, afternoon. Afternoon. Đúng rồi. Tiếp theo một cái từ thứ ba mà mình học là cái buổi gì mà lại có mặt trăng đây? Tối. Đúng rồi, từ này mình đọc là evening. Rồi con đọc theo cô. Rồi cái chữ V này mình đọc nó tạo cái khẩu hình miệng thôi nha, chứ mình không có đọc là evening giống như nhiều bạn hay đọc là sai nha, mình đọc là evening. 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 Con đọc nguyên từ cô nghe nào. Evening. Đúng rồi. Và vào buổi tối thì mình sẽ nói là in the evening nha con. Yeah. Cũng là bắt đầu bằng chữ E luôn, cho nên cái chữ D này mình đọc là the, in the evening. Rồi, câu ví dụ của mình này. I have dinner at 7 in the evening. Có nghĩa là tôi ăn tối gì nhỉ? Vào? Ăn tối vào 7 giờ. 7 giờ tối, đúng rồi. Vậy là mình đã học được 3 từ rồi, đúng không con? Này, mình xem lại này. Morning là buổi gì hả con? Buổi sáng. Đúng rồi. Afternoon. Afternoon là buổi chiều. Ừ, đúng rồi. Evening. Evening là buổi tối. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ học một số những cái cụm từ nhé. Con nhìn thấy rõ không? Để cô phóng cái hình nó lên to hơn một chút. Đây, con nhìn thấy rõ chưa? Như vậy con nhìn rõ hơn không? Dạ rồi. Rồi. Rồi, morning là buổi sáng thì mình sẽ thêm cái từ good vào nữa ha. Good morning có nghĩa là chào buổi sáng ha con. Con đọc cô nghe nào. Good morning. Good morning. Good morning. Ừ. Good. Good. Good morning. Good morning. Đúng rồi, đây là chào buổi sáng nha con. Và nó sẽ nhấn ở cái chữ morning này. Good morning. Ha, nó sẽ đi lên chữ... đúng rồi, con làm như vậy là đúng lắm nha. Rồi tiếp theo. Good morning to you.
Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Có nghĩa là chúc bạn một buổi sáng tốt lành, hoặc là gửi lời chào buổi sáng tới bạn ha. Chút xíu con sẽ học cái bài hát này ha, là cái bài Good morning to you. Chút xíu phần 5 mình sẽ học cái bài hát này ha. Rồi tiếp theo, afternoon là buổi chiều. Vậy thì good afternoon có nghĩa là gì ha con? Afternoon là chào buổi chiều. Đúng rồi. Bây giờ nha, cái chữ good tận cùng là chữ D này. Mình sẽ nối cái chữ D này với cái chữ A thì mình sẽ thành chữ dab ha. Và ở đây mình sẽ nhấn chữ noon và mình đọc là good afternoon. Con đọc cô nghe. Good afternoon. Good afternoon. Đúng rồi, good afternoon. Good afternoon. Ừ. Rồi tiếp theo, evening là buổi tối đúng không? Yeah. Vậy thì good evening là gì ha con? Chào buổi tối. Rồi, good evening là chào buổi tối đúng không? Và tận cùng chữ good là chữ gì con? Chữ d. Và chữ evening là chữ y này, mình sẽ nối vào nhau, mình đọc là good evening. Và tất nhiên là nhấn chữ evening này. Rồi con đọc theo cô này. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Rồi, những cái chữ này nè con. Good morning này. Rồi good afternoon, good evening. Là mình xin chào ha, chào những cái buổi. Nhưng mà mình chào chân trang trọng ha. Mình chào cô giáo này. Chào thầy cô hay người lớn ha. Còn mà thông thường mình gặp bạn thì thường mình sẽ chào gì con nhớ không? Lớp 3 mình học rồi. Hello, hello. Và hello và hi là mình chào hi. Bạn. Đúng rồi. Còn gặp người lớn hoặc là trong những cái dịp trang trọng thì mình sẽ dùng những cái từ này ha. Có cái chữ good ở đây để mình chào ha. Khi mà mình muốn chào tạm biệt thì mình sẽ nói gì đây? Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye. Đúng rồi, mình nhấn là cái chữ bye này. Và chào tạm biệt cô giáo thì mình cũng thường nói là goodbye ha. Còn với bạn bè thì mình chỉ cần nói gì thôi con? Bye ha. Bye. Hoặc là bye bye. Chữ này là bye bye. Bye bye. Rồi mình đọc lại nào. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning to you. Good afternoon. Good afternoon. Đúng rồi. Good evening. Good evening. Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye. Rồi. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Đúng rồi. Rồi mình học một số những cái cấu trúc để mà mình giao tiếp thôi con. Rồi. How are you là cái câu này con học lớp 3 rồi. Có nghĩa là gì ha con? Bạn mấy tuổi? How are you thôi, chứ không phải là how old are you. How are you, bạn có gì nhỉ? Bạn có khỏe không, đúng không? Dạ. Và mình sẽ trả lời như thế nào? Hồi lớp 3 mình học trả lời như thế nào nhỉ? I'm gì ha con? I'm fine. Đúng rồi, I'm fine, thank you. Tớ khỏe, cảm ơn. Hoặc là fine, thank you, đúng không? Hôm nay mình học một cái cấu trúc nữa, đó là I'm very well ha. I'm very well có nghĩa là tôi rất khỏe ha. Bên kia là tôi khỏe thôi, cái này là tôi rất khỏe ha. Rồi, sorry nè. Sorry. Sorry. Sorry nghĩa là gì ha con? Xin lỗi. Từ này thì đa phần mọi người là biết rồi ha. Rồi, I'm late. Tớ thì sao đấy? Late là tính từ là mình làm gì đấy con? Mình tới lớp gì? Trễ. Đúng rồi, mình nói là I'm late. Rồi con đọc theo cô này, I'm late. I'm late. Chữ chờ tận cùng nữa nha, I'm late. I'm late. Đúng rồi. Rồi tiếp theo mình học một cái cách diễn đạt là gì đây? It's nice to see you again. Ha. Rồi nice là gì? Là vui đúng không? Rất là vui đúng không? Rất là tuyệt đúng không? See là có hai chữ e giống như hai con mắt của mình là gì? Là thấy đúng không? Rồi rất vui khi thấy bạn, thấy lại bạn tức là rất vui khi gặp lại gì? Lại bạn này. Rồi con đọc theo cô là it's nice to see you again. It's nice to you again. Now, it's nice. It's nice. Đúng rồi, hai chữ này đều có S ở đằng sau này. Con nhìn phiên âm của nó này. Rồi, to see you. To see you. Again. Again. Rồi, con đọc một lần bằng cách nhìn phiên âm nha. It's nice. It's nice to see you again. Again. Đúng rồi.
Hoặc là mình có thể bỏ cái chữ is đi nha, bỏ cái chữ is đi, mình nói là nice to see you again. Đúng rồi, đúng rồi đấy con. Nice to see you again cũng được ha. Rồi, rồi khi mà mình muốn nói là sớm gặp lại bạn thì mình nói sao nhỉ? See you soon. See you soon. Đúng rồi, see you soon là gặp lại bạn sớm nhé. Và bây giờ mình sẽ đọc lại hết nha con. How are you? How are you? I'm very well. Well. I'm very well. I'm very well. Very. Very well. Đúng rồi. I'm very well. I'm very well. Đúng rồi. Tiếp theo mình nói là sorry. Sorry. Xin lỗi nha. Rồi. I'm late. I'm late. I'm late là em tới trễ này. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Chữ nice nhớ có S nha. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Rồi. Nice to see you again. Nice to see you again. Đúng rồi. See you soon. See you soon. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình vào cái nội dung của cái bài đọc nhé. Rồi, câu đầu tiên á, cô Hiền nói với cả lớp gì đây nhỉ? Good morning class. Có nghĩa là chào buổi sáng cả lớp đúng không? Dạ. Đúng rồi, rồi con đọc nào. Good morning class. Good morning class. Đúng rồi, class. Có chữ S đấy nha con class. Rồi. Ờ. Rồi sau đó cả lớp nói gì đây? Good morning Miss Hiền. Miss Hiền. Ở câu này nghĩa là chào buổi sáng cô. Buổi sáng cô Hiền. Đúng rồi, con đọc nhìn phiên âm đọc này. Good morning Miss Hiền. Good morning Miss Hiền. Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp theo. Thế là cô Hiền mới nói gì đây? Nice to see you again. Câu này nghĩa là gì nhỉ con nhỉ? Mình nhớ không? Rất gì nhỉ? Rất vui. Ở khi gặp gì nhỉ? Lại lớp. Ờ, gặp lại các em đúng không? Gặp lại các em, rất vui khi gặp lại các em. Rồi con đọc nào. Nice to see you again. Nice to see you again. Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp theo. Thế là cô Hiền gặp bạn Mai ở ngoài hành lang. Thì cô Hiền sẽ hỏi bạn Mai cái gì đây? Cô hỏi how are you Mai? How are you Mai? Câu này nghĩa là gì nhỉ? Em có gì? Ờ, em có khỏe không Mai? Đúng rồi, giỏi lắm, con nhớ bài. Rồi bạn Mai trả lời I'm very well. Thank you. Thank you. Chữ thờ này là chữ thờ cắn lưỡi nha. Thank. Thank you. And thank you. And you. Em rất gì đây ha con? Em rất khỏe. Đúng rồi. Thank you, cảm ơn gì? Cảm ơn cô. Đúng rồi, and you. Còn cô thì? Còn cô thì sao? Còn cô thì sao? Để hỏi lại cô xem còn cô có khỏe không ấy. Rồi, bây giờ nè, mình đọc này, mình luyện đọc nha con. I'm very well. I'm very well. Thank you. Thank you, and you. And you là phải đi lên nha, and you. And you. À, đúng rồi đấy, con đọc vậy là đúng rồi. I'm very well too. I'm very well too. Too này là cũng này. Cô cũng gì con? Cô cũng khỏe. Cô cũng rất khỏe đúng không? Rồi. Hình tiếp theo này. Sau đó có một bạn là bạn Nam đúng không? Bạn này bạn Nam đúng không ha con? Yeah. Và bạn tới lớp trẻ thì bạn nói gì đây? Good morning Miss Hiền. Miss Hiền. Chào buổi sáng cô. Cô Hiền đúng không? Ừ, rồi con đọc nào. Good morning Miss Hiền. Good morning Miss Hiền. Miss cái chữ S đâu? Miss Hiền. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. I'm late. I'm late. Đúng rồi. Xin lỗi cô, em tới gì nhỉ? Late. Em tới muộn. Đúng rồi. Cô bảo là gì đây? Yes, come in.
Tham mì là làm gì ha con, nhớ không? Tham mì. Tham mì là vào hay ra nhỉ? Tham mà tham in. Tham in là vào hay là ra? Vào. Đúng rồi. Được rồi, yes, được rồi. Vào lớp đi em. Tham in, được rồi, vào lớp đi. Rồi con đọc nào. Yes, tham in. Yes, tham in. Đúng rồi. Như vậy bốn cái đoạn hội thoại này con đã hiểu hết chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa nha. Rồi đầu tiên là cô đọc trước con đọc sau nha. Good morning class. Good morning class. 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 Đúng rồi. Good morning Miss Hien. Good morning Miss Hien. Đúng rồi. Bây giờ cô là cô Hiền, còn con là ai đây? Con là cả lớp nha. Cô nói trước rồi tới lượt con nha. Good morning class. Good morning Miss Hien. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp tục. Cô sẽ nói gì đây? Nice to see you. Nice to see you again. Rồi tiếp theo. Bây giờ cô sẽ là cô giáo, còn con là bạn Mai nha. How are you, Mai? I'm very well. Thank you, and you? And you? I'm very well, too. Rồi, tiếp theo đến hình D. Rồi, con là bạn Nam, con vô lớp trẻ đi. Con sẽ nói gì đây? Good morning. Good. Good morning, Miss Nin. Đúng rồi. Sorry. Sorry. MT. I'm late. Sorry, I'm late. Đúng rồi. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. 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 Đúng rồi. Good morning, Miss Hien. Sorry, I'm late. Good morning, Miss Hien. Sorry, I'm late. Yes, come in. Được rồi, vào lớp đi. Như vậy là mình đã học xong cái nội dung của cái bài này rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học bài ha con. Học bài trên sách này. Sao bài này có khó không con? Sao? Hơi hả? Hơi khó rồi, đúng không? Rồi bây giờ mình nghe qua một lần ha con. A. Good morning, class. Good morning, Miss Hien. B. Nice to see you again. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, too. D. Good morning, Miss Hien. Sorry I'm late. Yes, come in. Rồi. Con nghe thấy hết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ luyện nghe từng câu nhé. Đầu tiên, cô chào cả lớp này. Good morning, class. Rồi, con đọc theo nào. Good morning, class. Class nè. Class. Class. Này. Good morning, class. Good morning, class. Good morning, class. Rồi, yes. Tiếp theo. Xem cả lớp nói gì đây. Good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. Rồi tiếp theo con nghe cô nói gì đây. Nice to see you again. Nice to see you again. Nice to see you again. See you again. Nice to see you again. Tiếp theo này. How are you, Mai? How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, thank you. And you? Đúng rồi. I'm very well, too. I'm very well, too. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ sang hình D này con. Good morning, Miss Hien. Sorry I'm late. Good morning, Miss Hien. Sorry I'm late. Đúng rồi. Yes, come in. Yes, come in.
Bây giờ mình tra thử Good chữ morning, đi class. Rồi, tra thử chữ đi xem con nghe. Cô tra thử chữ đi nhé, xem con nghe được không nhé. Rồi, câu đầu tiên xem cô nói gì đây. Good morning, class. Good morning, class. 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 Đúng rồi, rồi xem cả lớp nói gì đây. Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. Đúng rồi, rồi con xem Miss Hiền nói gì đây. Nice to see you again. Nice to see you again. Nghe lại nè. Nice to see you again. 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 Đúng rồi, nice to see you again. Rồi con xem nào, biết xin họ gì bạn Mai đây. How are you, Mai? How are you, Mai? Đúng rồi, con xem Mai trả lời thế nào đây. I'm very well, thank you. And you? I'm really much, thank you. And you? Nghe lại xem bạn nói gì nha, gần đúng rồi đấy, 99% rồi. I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. And you? I'm very well, thank you. And you? Đúng rồi, rồi con xem cô trả lời sao đây. I'm very well, too. I'm very well, too. Đúng rồi. Bây giờ con xem bạn Nam bạn là làm gì đây nè. Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. Sorry I'm late. Good morning, Miss Hiền. Sorry I'm late. Đúng rồi, I'm late. À, rồi xem Miss Hiền nói gì đây. Yes, come in. Yes, come in. Đúng rồi, như vậy là con đã nghe hiểu hết rồi đấy. Ha. Nghe và hiểu hết từ những cái đoạn và nghe được hết những cái đoạn này rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ sang cái phần số 2 nhé. Rồi, cái phần này á, là point and say. Phần này thì mình sẽ ôn lại những cái cấu trúc hồi nãy mình đã học nhé. Bây giờ mình có 3 cụm là cụm gì đây? Con đọc cô nghe nào. Cụm gì đây? Morning. À, good evening. Đâu, đọc chữ trước ha con nào. Good gì đây? Good. Good evening. Chữ đầu tiên là good evening này, con thấy không? Good evening. Chữ thứ hai là gì đây? Good morning. Good morning. Good morning. Rồi, này con nói lại chữ good cho đúng này. Good. Good. Đúng rồi, good. Good. À, good morning. Good morning. Đúng rồi. Good afternoon. Good afternoon. Đúng rồi. Bây giờ con thấy cô với bạn Mai đang nói chuyện mà, con nhìn đồng hồ mấy giờ đây? 7 giờ sáng này. 7 giờ sáng. Như vậy thì mình thấy good gì nhỉ? Good morning. Đúng rồi, mình đưa good morning vô. Tiếp theo. Bạn Phong gặp thầy Lộc và đang chào buổi gì mà đang là 3 giờ đây con? Good morning. Còn lại hai chữ này nữa. Good gì đây? Chào buổi chiều nè. Morning. Good morning là buổi sáng rồi. 7 giờ, còn đây là 3 giờ mà, đúng không? Good gì đây? Evening. Good evening là chào buổi tối. Good afternoon. Noon là giữa good trưa này. Noon là giữa trưa. Cái này là good afternoon hả con? Con nhớ nha, noon là 12 giờ. Mà afternoon có nghĩa là sau 12 giờ thì là từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ đấy nhá. Rồi tiếp. Rồi, cô Hiền với lại thầy Lộc đang tạm biệt nhau ở câu lạc bộ thể thao thì lúc này là 7 giờ tối rồi. Thì mình sẽ nói gì nhỉ? Good evening. À, hai người đang chào nhau, ha, đang đi luyện tập thể thao vào buổi tối chứ. Đang chào nhau thì mình phải chào buổi tối. Good evening nè, con đọc cô nghe. À, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Đúng rồi. Rồi con chắc chắn chưa, để mình chấm điểm coi nào. Rồi. Rồi. Rồi con nghe nha. Đúng hết rồi đó. Rồi con nghe này, con nghe để là mình đọc theo nha. Morning, Miss Hiền. Rồi con đọc đi. Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. Rồi tiếp theo.
Con nghe bạn bạn Phong chào thầy Lộc này. Good morning, Mai. À, good morning gì con? Good morning, Mai. A. Good morning. Good morning. B. Good afternoon. Good afternoon. À, good afternoon. Rồi tiếp theo. T. Good evening. Good evening. Good evening. Ha. Good evening. Đúng rồi. Tiếp theo mình sang phần 3. Rồi phần 3 mình sẽ nghe và đánh dấu nha con. Đầu tiên là con phải nhìn những cái hình này trước đi. Con nhìn những cái hình này ha. Và sau đó mình phải xem trước cái nội dung của cái hình này là gì. Cái hình A này, cô giáo này với lại Mai thì chào nhau đúng không? Cô Hiền với Mai thì chào, mà chào buổi gì đây? Đồng hồ chỉ mấy giờ đây con? Good gì? Good morning. Good morning, đúng rồi. Hình B là 3 giờ, là good gì đấy con? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, nào con nói nào. Good afternoon, đúng rồi. Còn hình C này buổi tối là good gì con? Good evening. Đúng rồi, good evening. Bây giờ mình phải nghe xem là đang là chào cái buổi nào đây để mình sẽ chọn một trong ba cái hình này ha. Trước khi nghe các cụ là con nhớ là phải mình xem trước cái hình nha. Và bây giờ mình nghe nè. Ở đấy con có giấy bút chưa? Dạ rồi. Nghe đến đâu rồi viết đến đấy nha con. Hình A này. Good afternoon, Miss Hien. Good afternoon, Miss Hien. Good afternoon, Miss Hien. Rồi con nghe được gì nào? Good afternoon, Miss Hien. Good gì nào? Good gì phải nghe lại nha. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss Hien. Good afternoon, Miss Hien. Đúng rồi, good afternoon. Rồi bây giờ mình lên trên đây mình coi xem cái nào là good afternoon nhỉ? Một bạn trai đang chào. À, hình B đúng không? Mình nghe tiếp nội dung như thế nào đây? Cô Hiền trả lời sao đây? Hi, Nam. Hi, Nam. Hi, Nam. Hi, Nam. Rồi, con nghe được gì nào? Hi, Nam. Hi, Nam, đúng rồi. Để chắc chắn là sẽ là bạn Nam rồi, đúng không? Ở đây có bạn Nam cũng hình B luôn nè. Vậy chắc hình B đúng rồi, mình nghe tiếp này. How are you? 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 Đúng rồi, how are you? Con khỏe không? Để con xem bạn Nam có khỏe không nhé. I'm very well, thank you. 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 Thank you. I'm very gì con? Thank you. I'm very gì đã này? I'm very well. I'm very well. I'm very well. I'm very gì con? Well. I'm very well, thank you. Con rất khỏe, cảm ơn cô. Rồi con mình nghe tiếp xem cô nói gì đây. And you? And you? And you? Rồi bạn Nam hỏi cô gì ha? And gì? And you. À, còn cô thì sao? Rồi con xem cô Hiền có khỏe không. Fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thanks. À, fine, thanks. Rồi con nghe lại nguyên bản hội thoại này xem mình chắc chắn với đáp án B chưa nha. Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. À, con chắc là đáp án của mình là đáp án B không? Có. Rồi bây giờ mình sẽ nghe đến đoạn hội thoại số 2 nha. Trước khi nghe thì con nhìn hình này. Bạn Phong, đều là bạn Phong với thầy Lộc hết. Nhưng mà bạn Phong ở hình A là chào thầy Lộc buổi gì đây? 8 giờ là buổi gì? Sáng. Rồi hình B? Buổi chiều. Rồi còn hình C? Buổi...
này chắc buổi tối quá à. Ha, 8 giờ sáng nè, mặt trời lên nè, 3 giờ chiều này, và buổi tối chẳng thấy mặt trời đâu hết. Ha. 7 giờ chiều. Ờ, có thể là như vậy ha. Có thể là như vậy. Hoặc là 7 giờ sáng luôn, chưa biết. Rồi. Bây giờ mình sẽ nghe nha con. Dạ. Hình này có bộ khó nè, hình này phải tập trung nè. Good morning, Mr. Look. 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 Rồi, bạn chào thầy sao đây con? Chào thầy rồi. Good gì? Con nghe được gì nào? Good gì? Good morning. À, good morning ai? Mr. gì? Mr. Look. Ờ, con nghe nào. Good morning, Mr. Look. Rồi, good morning, Mr. Look. Rồi, con nghe câu tiếp theo xem ra không nào. Good morning, Fong. Good morning, Fong. Good morning, Fong. Good morning, Fong. Rồi, thầy nói gì vậy con? Morning, Fong. Đúng rồi. Rồi, con xem này thầy nói tiếp gì đây. It's nice to see you again. 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 It's nice gì con? To see you again. To see you again. Rồi con đọc một câu cho con nghe nào. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Đúng rồi, tiếp tục này. Nice to see you too. 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 Nice gì con? Nice. Nice to see you too. Vậy là hình nào nhỉ? Là hình A. A đúng không? Rồi, tích vô đây ha. Cô thấy nó không khác gì hình C lắm nhá. Nhưng mà cũng chưa chắc lắm. Tại vì thấy cô thấy hình A với hình C giống nhau mà. Rồi kể tiếp tục. Rồi, bây giờ mình nghe đến đoạn hội thoại số 3 thì con nghe xem. Ở đây là ba và Mai, cái này là đang là chào hay là tạm biệt đấy con? Tạm biệt. Cô nghĩ là tạm biệt đấy. Cô nghĩ là goodbye. Ở đây có thể là xin chào, cũng có thể là tạm biệt. Ở đây thì chắc là tạm biệt rồi ha. Nhưng mà con nghe xem ai nói chuyện với ai để mà mình sẽ chọn ha. Quyết định chọn hình nào. Bây giờ con nghe xem nào. Goodbye, Daddy. Goodbye, Daddy. Goodbye, Daddy. Goodbye, Daddy. Goodbye, Daddy. Chào ba ạ, tạm biệt ba nha. Đúng không con? Rồi con nghe tiếp này. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi. Nghe được gì nào? Bye bye. Bye bye. See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. See you gì? See you again. See you soon. Có đúng see you again không? Nghe lại nè. See you soon. See you soon. See you soon. See you gì? See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. See you gì hả con? See you gì? Thì chưa nghe được see you gì hết à? See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. Sớm gặp lại gì? Sớm gặp lại. Sớm gặp lại con. Như vậy là hình nào đây? A. Đây. Daddy. Daddy phải là hình A đúng rồi. Rồi. Con chắc chưa? Cô chấm điểm nha. Are you sure? Chắc hết chưa con? Rồi. Mình check rồi. Wow. Well done. Wow, well done luôn, là giỏi đó, là cả ba câu này mình đúng hết luôn. Rồi, tiếp theo mình sang phần số 4 này. Bài này khó hay dễ hả con? Dễ. Dễ hả? Cái phiên âm nó hơi khó nhé, chút xíu cô gửi mấy cái ảnh này sang cho con nhé. Thì con ngồi con ở nhà con luyện phiên âm nhé, luyện phát âm. Rồi phần 4 là look and write. Hãy nhìn và viết vào. Đây, 7 giờ sáng này con nhìn thấy đồng hồ không? Thì cái này phải là good gì con? Good morning.
Good morning. Chữ morning này con, đầu tiên là chữ mo, có cái chữ r nha. Sau đó thêm chữ ning. Good morning. Cái này con về tức chút xíu nhớ copy từ vựng để thuộc nha. Không có cách nào để thuộc ngoài copy từ vựng hết á. Tiếp, thầy Lộc với lại bạn Tony đây, 3 giờ thì nó cúp gì? Cúp gì nhỉ? Morning buổi sáng rồi. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Nè, after. After là sau. Sau 12 giờ chính là buổi chào buổi chiều. Good afternoon. Có chữ after. Sau đó đến chữ noon. Good afternoon. Đúng không? Good afternoon. Ừ. Rồi số 3. Để tạm biệt nhau thì mình gọi là good gì? Goodbye. Đúng rồi. Goodbye này chữ bờ, này chữ y dài, này chữ e. Chút xíu con phải copy từ vựng nha để thuộc nha. Rồi con đọc cho cô nào. Số 1. Good morning. Good morning. Số 2. Good afternoon. Good afternoon. Số 3. Goodbye. Goodbye. Đúng rồi. Rồi, well đúng done. Hết. Đúng hết rồi con ạ. Tiếp theo mình tới phần số 5, mình sẽ nghe một bài hát nha. Nghe một bài hát thư giãn. Nãy giờ học vất vả rồi ha. How are you? How are you? Có khỏe không? I'm very well. Cô rất khỏe này. Rồi bây giờ con nhìn trên hình thấy không? Con thấy trên hình không? Đây là bài hát Good Morning to You. To you. À, Good Morning to You có nghĩa là gì con? Chúc bạn buổi sáng tốt. Tốt lành. Hoặc là chào buổi sáng tới tới bạn ha, lời chào ha. Chúc bạn buổi sáng tốt lành cũng được. Hoặc là chào bạn buổi sáng nhé. Rồi, mình sẽ nghe nha. Good morning to you. Đấy, từng câu này, từng câu con nghe được câu này chưa? Rồi. Chúc bạn buổi sáng tốt lành này. Good morning to you. Rồi câu tiếp theo con hát thử coi. Morning to you. Đúng rồi, câu tiếp theo này, chào buổi sáng nè, hoặc là chúc bạn buổi sáng tốt lành. Good morning to you. Good morning to you. Rồi tiếp theo này. Good morning dear Miss Yen. Good morning you Miss Yen. Đúng rồi. Cái này có nghĩa là, cái câu này có nghĩa là chào buổi sáng cô Hiền yêu quý ha. Này, chúc cô buổi sáng tốt lành. Chúc cô buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng cô Hiền yêu quý. Chúc cô buổi sáng tốt lành. Đó, bốn câu này con hiểu chưa? Rồi. À, rồi, tiếp theo. Ở đây cũng là good morning to you, là cô Hiền hát nè. Chào, chúc các em buổi sáng tốt lành. Good morning to you. Chúc các em buổi sáng tốt lành. Sau đó cô hát tiếp good morning dear children. Dear là yêu dấu đó con ạ. Dear là yêu dấu con ạ. Này, chào buổi sáng các con yêu dấu. Chúc các con buổi sáng tốt lành. Good morning to you. Rồi mình nghe nguyên cả bài nha con. Rồi nếu mà có khả năng hát thì hát theo luôn. Bài này rất là hay ha. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning dear Miss Yen. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning dear children. Good morning to you. Rồi, hay không con? Hay.